Chào các bạn. Mình mới mua được thùng ốc Voi Voi, ốc Tu Hài đó. Nhiều bạn nghe ốc Tu Hài thấy lạ đúng không? Nhưng mà nếu mà nó ốc Voi Voi thì chắc dễ hiểu hơn. Đơn giản là nó có cái vòi. Các bạn có nghe Tu Hài Canada chưa? Nhưng mà đây Tu Hài Việt Nam nha. Nhỏ thôi. Nè, các bạn xem nè. 4 kg mà, nhiều lắm. Ăn sao hết. Để mình bỏ ra nha. Còn sống rồi ạ. Các bạn thấy cái vòi to không? Còn sống nha. Tìm xem. Kéo nó ra. Ấy, ấy, ấy. Cái vòi này. Dài chưa? Ui, nước biển nè. Măng lè. Đây, để mình cho các bạn xem cận cảnh nha. Cận cảnh của Tu Hài là như thế nào nha. Đó. Đây nha. Nhìn sao. Các bạn nhìn thấy nó giống cái gì? Comment thật lòng phía dưới nha. Các bạn nhìn thấy nó giống cái gì? Đây. Bóp xịt nước ra nha. Ôi, con này hết nước rồi. Ấy. Rất là mập nha các bạn, thịt rất là nhiều. Mình vừa mua được số này tầm khoảng 4-5 kg. Bạn Facebook Diệu Tiến bán nha, shop Ngọc Thanh. Đấy. Có ai thấy nhột nhột không? Cầm như này xách lên có ai thấy nghe nó thấy nó nhột nhột trong người không? Ôi ghê, ghê chưa. Ôi trời. Chung là thiên nhiên rất là kỳ diệu các bạn. Ban tặng cho các bạn những cái hình thù rất là đẹp mắt nha. Giá xem kỹ nha. Đấy. Con này chỉ là baby thôi. Tức là những cái con nhỏ. Các bạn xem hay ngoài mà quảng cáo là Tu Hài Canada rồi, cái con to đùng như cái bàn tay bàn chân lúc đó. Con đấy mắc lắm, tính bằng giá tiền đô nha. Còn sống nữa mà. Vẫn còn sống đấy. Tại vừa lấy nó ra khỏi nước biển thì nó bất động như thế này. Nó vẫn còn nồng đầy đấy. Bỏ vào nước chốc rồi nó thò cái vòi nó ra. Nó thò cái vòi ra các bạn ạ, à. Nó thò ra đây, đó, đây, đây, đó, các bạn cái chọc nó giật lại nha, đấy, đấy, ghê chưa, đấy, đó, nó đưa cái vòi ra đấy, đó, ghê chưa, chảy nước rồi, xẹp lép rồi, đấy. Ghê chưa, đấy, để ra thục vô nè, đó, thục lại nè, đó. Nó, bây giờ mình sẽ ngâm nó để cho nó nhả bớt cát ra. Đây. Trong này vẫn còn một ít, rất là tươi. Ngâm cho nó nhả bớt cát chứ không ăn là lại nhai cả cát biển. Cả ký đây. Đây các bạn. Bỏ ớt thì nó cay, nó chịu không nổi cho nên nó đưa cái vòi dài ra như thế này. Chắc là chết hết rồi.
Tu hài đã rửa sạch, chuẩn bị chế biến. Đây, còn tí nước thôi nha, tại vì cái con này khi mà mình hấp nó sẽ ra nước được. Chút nữa mình sẽ tận dụng cái nước này để mình cũng có thể là mình ăn luôn cả cái nước. Rất là ngon nha. Cho ra xíu nữa đi. Đấy. Như đây rồi, đó. Rồi xong. Đấy. Rồi, mấy em vô hết đây. Béo và tròn nha. Còn sống luôn nè. Ủa, xả để trên hay để dưới ta? Ui, thôi cho xả trên đi, đằng nào cũng về La Mã. Xả nè. Ớt trái nữa nha. Đó, hấp dẫn chưa? Để xả lên trên nha. Ôi, bây giờ đi làm nước chấm. Đây là nước chấm nha. Pha nước chấm chua ngọt thêm xíu gừng vô. Hấp dẫn quá. Chờ một chút nữa cái con ốc có dòi dòi cái nó chín xong mình sẽ chấm với cái này. Đây ạ, sau khi hấp xong thì nó như thế này nha. Nó từ từ con ốc móng tay nhưng mà con này nó to, ốc móng tay rất là nhiều, ăn rất là đã nha. Đấy. Ui, ui, nóng quá. Thôi, bắt đầu mình đem ra ngoài thưởng thức nha. Đấy, xem cảm giác nó như thế nào. Đây, đen đen đen. Cái món này đúng ra mình phải làm cái công thức mình chế biến khác. Chứ nếu mà làm như thế này, nó giữ được cái mùi của con ốc. Cái mùi nguyên 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 thủy của con ốc dò dòi, con tu hài. Nhưng mà nó lại không có ngon, nó không có xứng với cái tầm của con ốc này, kiểu như là đại khái như là một cái món ăn nó mắc tiền. Nhưng mà không sao, mình nông dân thì mình ăn theo kiểu nông dân đó, mình cứ luộc lên chấm nước mắm. Mắm nha. Đó. Nước mắm này là chua ngọt lắm gừng nha. Còn vài hạt cát nhưng mà ít thôi bạn. Có lẽ mình ngâm chưa lâu, ngâm không kỹ á. Nhưng rất là ngon. Thịt nó vừa vừa da vừa giòn. Bạn cảm giác khi mà ăn những con ốc khác đó, thì nó ngon nhưng mà nó nhỏ, nó không có đã. Nhưng mà riêng với con ốc này, vừa dai vừa giòn nhưng vừa đầy miệng. Ăn cảm giác rất là đầy đủ. Đã. Đáng đọc tiền bát gạo nha. Tu hài nha, ốc tu hài nhưng mà tu hài bé. Baby. Này. Làm thêm con nữa nha. Đấy. Đã lắm bạn. Rất là giòn. Cay cay nữa. Nước mắm chua ngọt cay cay nữa. Cảm giác rất là sướng.
và năng suất tăng từng ngày đến 20%, thích hợp lắp đặt tại các trang trại nông dân. Nông dân khi đặt tại một ứng dụng có điện thoại di động là có thể tìm hiểu được toàn bộ quy trình. Nông dân giả và chi phí vận chuyển tăng lợi nhuận là điều mà nông dân này cũng mong muốn và những tác giả của một người mua. Nhưng từ đất nguyên đáng thế này, những cánh đồng đối chứng như thế này là chia sẻ với nỗi buồn rất giá bán tăng lượng của bạn. Ô, chai miếng à? Quay nhiều quá này khó chịu.